Minasan konnichiwa. Nhưng hóa sen xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng con rút câu động từ chia về thể ru cộng với toki và ta toki. Vậy thì nó sử dụng như thế nào? Chúng ta cùng nhau xem qua cái bức tranh và cũng như là cái hội thoại đây nhé. Hay, đầu tiên thì có câu là gì? Kino watashi wa keiki o kaimashita. Sore kara uchi e kaerimashita. Hay. Thì tức là gì đây? Kino uchi e kaeru toki ni keiki o kaimashita. Tức là ngày hôm qua mình đi trên đường mình đi làm về thì mình gặp cái tiệm bánh, cái mình ghé vào mình mua bánh, sau đó thì mình mới về nhà. Vậy thì mình đang trên đường đi về thì khi mình về nhà thì mình đã mua bánh. Còn một cái nữa là uchi e kaerimashita. Haha ni keiki o katte kita yo to imashita. Thì nó có là uchi e kaeta toki ni haha ni keiki o katte kita yo to imashita. Tức là gì đây? Là mình đã về tới nhà rồi thì mình mới nói với mẹ là à mẹ ơi con đã mua bánh về rồi đây. Thì về tới nhà rồi thì mình sẽ sử dụng là kaeta toki. Vậy tóm tắt lại cái cấu trúc ngữ pháp câu để cho mình dễ hiểu hơn nhé. Đầu tiên thì chúng ta có động từ veru cộng với toki cộng với hành động số 2, và bên đây là veta toki cộng với hành động sau đó. Đối với ru toki thì hành động số 2 xảy ra khi hành động số 1, còn đối với ta toki là hành động số 2 khi đã xảy ra hành động số 1. Hay, cách dùng của ru toki là thực hiện động từ số 2 trước khi kết thúc số 1, và cái đối với ta toki là thực hiện động từ số 2 khi hành động số 1 đã kết thúc rồi. Ta toki là hành động số 1 kết thúc rồi mới hành động số 2. Còn đối với ru toki là hành động số 2 xảy ra trước rồi mới tới hành động số 1. Hay. Vậy nên là chúng ta mới có câu là Kino uchi e kaeru toki ni keiki o kaimashita, là trên đường mình đi về nhà mình đã mua bánh kem. Thì mình đã mua bánh kem xong, hành động số 2 xảy ra rồi thì mới tới kết thúc hành động số 1. Còn đối với uchi e kaeta toki ni haha ni keiki o katte kita yo to imashita, chính là mình về đến nhà rồi thì mình mới nói cái câu là gì? À con đã mua bánh kem rồi. Vậy nên là gì? Hành động số 1 xảy ra rồi mới tới hành động số 2. Đó là cách phân biệt của ru toki và ta toki. Và để dễ hiểu hơn thì chúng ta cùng nhau xem qua cái bức tranh sau đây. Hay, gakko e ikimasu. Mai san to okasan ni aimashita. Hay. Vậy thì chúng ta chuyển thành như thế nào đây? Đúng rồi, hay, gakko e iku toki mai san to okasan ni aimashita. Là trên đường mình đi học, mình chưa có tới trường thì mình đã gặp mẹ và bạn mẹ, bạn Mai và bạn Mai. Vậy nên là mình sử dụng ru toki. Còn đối với cái ví dụ số 2 thì là gì đây? Hey, tomodachi ga kaisha ni harimashita. Nekutai ya kawan o agemashita. Hey, bạn của tôi thì đã đi làm, đã được vào công ty và tôi tặng cho bạn nào là cái túi sách, nào là cà vạt. Vậy nên là cái hành động bạn mình đã vào cái công ty rồi đúng không ạ? Tức là hành động số 1 đã xảy ra rồi thì mình mới làm hành động số 2. Tomodachi ga kaisha ni haitta toki ni nekutai ya kawan o agemashita. Hey. Và bức tranh này chúng ta thấy rất là quen thuộc đúng không? Hay, trước khi vào phòng thì mình nói là gì đây? Shichureishimasu. Khi vào phòng mình nói là shichureishimasu thì mình sẽ nói sao đây? Đúng rồi. Heya ni hairu toki shichureishimasu to imasu. Hay, hairu toki mình chưa có vào, chưa có kết thúc nên là mình phải nói là shichureishimasu. Hay. Còn đối với bức tranh này thì sao đây? Hay, burezento o moratta toki arigato gozaimasu to imasu. Thì khi mà mình nhận quà thì mình sẽ nói là gì? À tôi xin cảm ơn. Tức là mình đã nhận món quà trong tay rồi thì mình mới nói là gì? À tôi xin cảm ơn. Hay. Qua buổi học ngày hôm nay thì các bạn đã phân biệt được đâu là khi nào là sử dụng ru toki và khi nào là sử dụng ta toki rồi phải không ạ? Rất là đơn giản đúng không? Hay, minasan, mata kondo yoroshiku negai shimasu.